Tuyệt vời các bạn, càng ơi càng ơi. Mẹ ẩm cái tay để xuống dưới á. Ừ. Tròn 1 năm tuổi, sinh nhật lần đầu tiên của cháu. Hôm nay con có nấu mâm chè xôi với gà về. Con cúng mừng cho cháu ngoại con được tròn 1 năm tuổi. Cho cháu con được phù hộ, cho cháu con được mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh, thông minh, học giỏi. Cho ông bà phù hộ độ trì cho cháu con. Ông bà gán gán. Sáng lạng ông bà độ mấy chồng linh. Ông bà độ mấy chồng linh kệ tôi được rồi.
Rồi. Đưa cái giết với cái lược nó cầm đi. Qua đây, qua đây. Qua đây ba món. Này. Đây. Ba món có bún nè. Cầm đi. Bún bắt được ba món. Cái lược trước, rồi đưa cái giết nữa. Cái muỗng cần thiết. Ok. Rồi cái muỗng luôn. Cái giết đó. Vậy là nói nghiệp ông ngoại làm đầu bếp à. Nó cầm